Qua đây. Chào, giờ chào anh nha. Rồi. Anh mua nồi cho. Chưa cho. Mua nồi. Mua nồi á? Nồi nấu. Nồi. Nấu cơm. Nha. Chào nha. Hello. Ờ, xin chào nhá. Rồi. Cảm ơn người nhá. Cảm ơn cái lò nhá. Xin chào các bạn nhá. Sau một thời gian nghỉ trưa thì bây giờ Trường Lý lại tiếp tục sang nhà em Mỹ Tủa. Cùng Mỹ Tủa để làm nốt hoàn thiện cái phần nước. Mỹ Tủa đang kê ván giả cho nhà chủ. Nhà ông em ở đây. Mỹ Hòa đâu rồi? Hòa đâu? Dạ. Hòa đâu? Hòa? Ừ. Không thấy đâu. Ừ. Xin chào đây. Xin chào đây. Chào ạ. Chào anh. Xin chào. Chào anh nhá. Chào anh à. Anh đây chào. Chào mọi người chứ. Chào người nhá. Chào mọi người. Mỹ Tủa. Sang lâu chưa? Về lâu tí rồi ạ. Đấy, Mỹ Tủa sang đây được một lúc rồi. Bây giờ là 2 giờ nhé các bác nhé. Cháu Hòa không biết đi đâu. Thấy xe ở đây nhưng mà không biết là chạy đi đâu rồi. Sau một thời gian Trường Lý lắp cái ống nước ấy, thì đến đoạn này thiếu mất cái góc các bác. Ở trên này thiếu thì không biết lấy ở đâu. Thế nên là cứ lắp tạm ở đây đã. Để mai Trường Lý lên lại lấy thêm cái góc để sẽ nối xuống đây. Đó. Làm một cái bến nước ở đây cho Mỹ Tủa. Mình sẽ lắp khóa hết ở đây. Vậy là bây giờ là sẽ tranh thủ vào lát cho Tủa cái chỗ bến nước đây này. Bây giờ làm chỗ bến nước này đã. Ở đây vẫn còn một cái góc nhỉ. Đồng góc. Còn một cái góc để lắp nô luôn ở đây.
À, núi đoạn này, chỗ này phải đổ, chỗ này phải lán thêm bê tông rồi chú nhỉ? Lán bê tông ở đây. Ừ. Qua này làm chú làm cái gờ luôn để nó bắn chặt luôn đấy. Cái bạn gen này cứ để đây đó, để mai lấy thêm cái vam vào đây, không cất đi để vào làm xử lý cái bến nước nhé. Mà chọn hôn nè, mà chọn hôn nè. Hơi thấp. Đúng không? Để xây chỗ để tắm như chú nhà, để nước nó không rụi vào trong thân biết đấy. Xây nóng. Xây dựng hay xây sẽ làm. Xây dựng hay xây ngán. Xây nóng. À. Không cần thước. Lạc phụ hồ là có kinh nghiệm rồi. Yeah.
xây ra cái này. Ôi, Toàn, anh Linh, cho xin ý vừa nào, cho xin ý vừa. Ở chỗ ấy có xua ua ngắm muốn nè. Là hai giả à, hai giả ra ra không chú xây lò kiểu gì xây lên không gác à, xây hai hàng không gác lên được quá. Sau khi mình làm định hình cho mít tủa thì cho em mít tủa thực hành tay nghề xem là em mít tủa có biết làm không nha các bác ấy. Tủa nghe nói trước đây là cũng biết làm thợ xây nên là hôm nay cho tủa thực hành. Nó hơi mềm. Tủa hơi mềm. Mềm quá. Ướt quá, bỏ ra đi. Ơi. Vẫn xây mà ông trộn cho ướt quá. Biết làm đấy. Chỗ bến nước này thì mình mai mới chát này các bạn, bây giờ nó chưa khô. À, cái vữa này nó thô quá, nó không mịn nên là để cho khô đã. Khô thì mình sẽ chát qua một lượt cho thật. Xây không cần cước các bạn nhé. Vuông vắn phết. Ơi, xây tầm này đi. Nha. Tầm này đun đun bếp nó mới cháy. Cháy. Nha. Tầm này nhá. Cao cho cao tầm này. Biết chưa? Biết rồi. Tủa biết đắp lò mà. Hello.
Ngày hôm nay thì trường Lý chỉ làm được mỗi phần nước cho em Tủa thôi. Phần nước thì còn đang bị thiếu mấy cái góc. Còn hệ thống đã đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ chờ cái vữa chỗ kia nó khô này thì sẽ xả nước vào thôi. Để 2 ngày sau sẽ xả nước vào. Vâng ạ. Chứ bây giờ xả ngay vào thì nó sẽ bị hỏng hết. Sau một ngày thì hiện tại là trường Lý đã định hình được cho em Mỹ Tủa làm các cái công việc tiếp theo rồi. Thì ngày hôm nay thì chỉ xong được cái phần nước. Bây giờ chỉ chờ cửa nữa thôi. Bây giờ điện nước là ngon lành rồi nha các bác nhé. Do trường Lý quay cái góc góc rộng nên là nó hơi tối, các bác thông cảm nhé. Đấy, thì bây giờ cái phần bếp lò kia là để cho Mỹ Tủa khắc làm. Bây giờ tối rồi, trường Lý cũng phải đi về dưới thị trấn các bác ạ, để mai lấy thêm một số cái góc như là một số cái đai ở đây để lắp để cho ngon lành, sau đó sẽ đóng nước. Đóng nước cho em Mỹ Tủa. Nhà Mỹ Tủa hiện tại là có tét nước này, nhà vệ sinh tự hoại này, hệ thống nước nôi là tiện nghi nha các bác nhé. Bây giờ là trường Lý sẽ quay qua một chút để cho quý vị xem, và trường Lý cũng chia tay với lại Mỹ Tủa đi về để mấy hôm nữa mới lên xem dịch dã như thế nào đã. Vì bây giờ dịch dã rất là căng, có ca dương tính ở tại xã Phiêng Luông, thế nên là trường Lý cũng phải đi lại, cũng phải dè chừng các bác nhé. Cũng may là cái ca Covid ở trong Phiêng Luông thì là do khi test ở giáp biên của tỉnh bạn thì người ta đã phát hiện, và sau khi phát hiện thì người ta đã cho xe y tế chuyên dụng để chở về đến nơi để cách ly, thế nên là không biết là có nguy cơ lây lan ra cộng đồng không, thì cái này để một thời gian nữa thì mới biết được các bác. Bây giờ là trường Lý sẽ hướng dẫn em Tủa về kích thước, chiều cao. Đây, xây xong, xây xong đặt cái này lên nhá. Xong đặt một lượt gạch như này, nhớ chưa? Đấy, nhưng mà phải lên tận trên này nhá. Đấy. Cái này thì cho Mỹ Tủa chủ động thôi. Tủa thích làm kiểu gì thì Mỹ Tủa làm. Mình phải đi về rồi. Chỗ gạch để thoải mái để làm nha các bác nhé. Mỹ Tủa thì có thể là sang đây ở rồi. Mai kia đây. Ngày kia có khi sang đây ở được rồi. Ngày kia. Chuyển giường chuyển giấc về nhá. Có bắt về. Ngày kia thả nước xuống là dùng được rồi. Bây giờ chưa thả nước được nhá. Chưa thả nước à? Rồi, có lẽ là trường Lý cũng xin phép kết thúc video giúp em Tủa hoàn thiện cái phần điện nước ở đây nha các bác nhé. Hôm nay là cũng hòm hòm rồi, bây giờ chỉ còn một số cái chi tiết lặt vặt, mai trường Lý lên thì sẽ xử lý sau. Bây giờ trường Lý cũng xin phép đi về để kịp, không thì tí tối quá rồi không nhìn thấy đường các bạn, đi xe máy nhưng mà đi buổi tối lạnh lắm. Nếu quý vị và các bạn thấy cuộc sống vùng cao cũng như là đời sống của em Tủa còn khó khăn thì nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh cho trường Lý để trường Lý tiếp tục dẫn dắt em Tủa để cho hoàn thiện hơn nhé. Khi nào em Tủa ổn định chỗ ăn chỗ ở rồi là mọi thứ thì trường Lý
tiếp tục hướng dẫn tủa làm rau cỏ. Bởi vì bây giờ là cũng khô khô rồi, rau giống thì Trường Lý cũng có quãi dưới kia rồi, nó cũng lên xanh xanh rồi. Mấy nữa nó lên cao lên thì sẽ tỉa ra trồng nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn lại các bác với các video tiếp theo nhé. Ngày mai ngày kia lại lên bản tiếp. Đấy, bây giờ là về thôi, mù chê.